Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta đang ở công viên Tempaku trong một ngày chủ nhật rất là đẹp trời, và Vinsa Tokai đang có một buổi barbecue rất là thân mật trong nội bộ Vinsa Tokai. Và chúng ta vừa thấy một số thành viên đến với Vinsa Tokai thì xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu bạn tên là gì và tại sao mục đích của bạn đến ngày hôm nay là gì không? Mình tên là Trung, mình hôm nay đến để ăn barbecue thôi. Bạn này chỉ có việc ăn thôi đúng không? Không có mục đích giao lưu và học hỏi đúng không? Nếu mà ăn xong no thì có thời gian thì giao lưu cũng được. Tại vì bọn mình đang hạn chế tất cả các thành viên để mà Vinsa Tokai ngày hôm nay mà có mục đích là giao lưu là chính. Thế thì mình giao lưu là phụ, ăn là chính. Cảm ơn bạn đã đến với ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên đóng tiền cho Vinsa Tokai nha. Chào bạn. Em chào anh. Bạn có thể giới thiệu bạn tên là gì không? Dạ em tên là Thủy ạ. Thủy đến đây về mục đích là gì? Mục đích của em đến đây là có bạn bè đến nhá. Ví dụ như bạn Hải hoặc là anh Phước đến thì em đến để giao lưu. Các bạn, cảm ơn Thủy đã cho mình biết đến mục đích chính của Thủy đến đây là giao lưu. Ý Thủy là giao lưu là gì? Em nghĩ là giao lưu thì ví dụ như là mọi người nói chuyện, trò chuyện với nhau, tại vì... Có phải là tìm kiếm mối quan hệ mới không? Mối quan hệ mới thì bao giờ cũng phải tìm kiếm anh ạ. Em cảm ơn Thủy với câu trả lời của Thủy. Chào. Chào anh nỡ đành quên bao lời tha thiết êm đềm. Chào anh nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm. Thôi bạn tự giới thiệu với bản thân mình đi. Chào tất cả mọi người, mình tên là Tuấn. Có gì để hỏi đâu. Sau một hồi chờ đợi Ti và đội ngũ đi mua đồ ăn về thì bọn mình thật sự ra không còn gì để nói nữa. Rất là đói, bạn có thể nhìn mặt mình là hiểu rồi. Trong khi bọn mình mua 15 cân thịt thì ở nhà cứ thế gọi mua 6 cân than. Và bọn mình không hiểu tại sao 15 cân thịt. Thật ra thì bọn mình phải mua tới 20 cân than là bởi vì bọn mình than đói thêm chục cân nữa. Và chúng ta xin giới thiệu đầu bếp của ngày hôm nay. Cho mọi người thấy là lên rắc tiêu như thế nào không? Đây là Tebasaki và cánh gà. Đây, các bạn hãy chờ đợi nha, tại vì Linh sắp rắc tiêu, mang rắc tiêu với còi của Vinsa Tokai. Các bạn chú ý nha. Anh có hồi hộp. Anh em có hồi hộp không? Chị biết nó đập thịt thịt đấy. Các bạn đã thấy chưa? Linh đã rắc tiêu. Linh đã rắc rồi. Và bây giờ tiếp theo là gì Linh? Bước tiếp theo là gì hả chị? Ớt. Giờ Linh sẽ rắc ớt. Ớt cũng là một phần không thể thiếu được trong món ăn này. Chào Tùng. Chào anh. Theo mình biết là ban đội nội phải có một nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là phải chăm lo đời sống cho anh em. Thì Tùng đã có kế hoạch gì để có thể mà chăm lo được đời sống cho anh em một cách tốt nhất? Theo mình biết là Vinsa Tokai có rất là nhiều anh em độc thân. Rồi. Cái này thì sẽ thông qua những cái ví dụ như anh em nào độc thân thực sự thì sẽ không thông qua những cái chương trình như Xuân và Tình Yêu. Còn những anh em nào mà độc thân theo kiểu là không có bạn để tâm sự thì có thể như mình với anh Phước chẳng hạn. những bạn tri kỷ đã 5 năm 10 năm. Mình xin lỗi nha, mình xin cảm ơn Tùng nha. Mình xin cảm ơn và không hẹn gặp lại Tùng nha. Hi, bye, action! Yeah!